Lúc đó, đồng tử đại oai quang, nương đại oai thần lực của chư Phật, vì hết thảy quyến thuộc của Ngài mà dùng tệ để nói ra cảnh giới đó. Trong ước kiếp không thể nghĩ bàn, thế tôn minh sư khó gặp được. Cõi đó chúng sinh nhiều lợi lành nên khiến thấy được Phật thứ hai. Trong ước kiếp không thể nghĩ bàn, trải qua thời gian lâu dài cũng chẳng dễ gì gặp được Phật, nhất là thế tôn minh sư và thiện trí thức, trải qua trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được chúng sinh ở thế giới phổ âm vì các lành sâu dày nên gặp được vị Phật thứ hai ra đời chúng ta mọi người nên sinh tâm hoan hỷ thân Phật khắp phóng đại quang minh sắc tướng vô biên rất thanh tịnh như mây đầy khắp tất cả cõi nơi nơi ca ngợi công đức Phật đồng từ đại oai quang nói vị Phật thứ nhất tôi đã thấy rồi Vị Phật thứ hai tôi cũng thấy qua thật là may mắn. Vị Phật ba la mật thiện nhãn tràng nghiêm vương. Sắc tướng, thần, khắp phóng, đại quang minh, chiếu soi mười phương thế giới, ba mươi hai tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp của Ngài đặc biệt thanh tịnh, trang nghiêm. Quang minh thanh tịnh đó, như mây đẩy khắp tất cả cõi nước của trừ Phật. Trong mây quang minh có biến hóa Phật, hóa Phật lại diễn nói diệu Pháp, khen ngợi công đức trừ Phật. Quang minh chiếu đến đều hoan hỷ, chúng sinh có khổ đều trừ diệt, khiến họ cung kính khởi tâm từ đó là dụng tự tại của Phật thần Phật phóng đại quang minh, chúng sinh được chiếu đến đều sinh đại hoan hỷ. Phạm là chúng sinh bị quang minh của Phật chiếu đến, thì tất cả khổ nạn đều trừ diệt sạch. Ai nấy đều sinh tâm cung kính, sinh tâm tử bi, sinh tâm bồ đề, riêng tu vô thượng đạo, chứng được đến bờ bên kia. Đó là nhờ quang minh của Phật gia bị là sự diệu dụng tự tại của Như Lai biến hóa ra mây không nghĩ bàn phóng lưới quang minh vô lượng màu mười phương cõi nước đều đầy rẫy đó là thần thông phật đó hiện trong quang minh của phật sinh ra mây biến hóa không thể nghĩ bàn trong mây lại phóng ra quang minh vô lượng màu sắc kết lại thành lưới lưới quang đó đầy rẫy ở trong các cõi phật mười phương đó là cảnh giới thần thông diệu dụng của phật hiện ra tất cả lỗ lông hiện mây quang khắp trong hư không vang tiếng lớn hết thảy đen tối đâu chẳng chiếu các khổ địa ngục đều khiến diệt trong mỗi lỗ lông trên thần phật đều hiện ra đủ thứ mây quang mình mây đó khắp hết thảy hư không lại vang ra tiếng lớn hết thảy chỗ đen tối đều được mây quang minh chiếu đến bất cứ là địa ngục ngạ quỷ xúc sinh ba đường ác đều được quang minh đó chiếu đến hết thảy khổ nạn đều tiêu diệt sạch diệu âm như lai khắp mười phương, tất cả lời lẽ đều diễn đủ. Tùy nghiệp lực xưa của chúng sinh, đó là thần biến của như lai. Ở trong mây đại quang minh, vang ra diệu âm của như lai, đầy khắp trong mười phương pháp giới, hết thảy tất cả lời lẽ. Ở trong một tiếng Phật, đều hoàn toàn hiện hiện ra. Do đó có câu, Phật dùng một âm diễn nói Pháp, chúng sinh tỷ lại đều hiểu rõ. Đó là tùy theo căn lành đời trước của tất cả chúng sinh mới có thể gặp được quang minh của Phật và diệu âm, đó là thần thông biến hóa diệu dụng của Phật. Vô lượng vô biên biển đại chúng, Phật đều xuất hiện ở nơi đó, khắp truyền vô tận diệu pháp luân, điều phục tất cả các chúng sinh. Có vô lượng vô biên biển đại chúng như là biển cả, mỗi thế giới, trước mỗi chúng sinh Phật đều xuất hiện, khắp truyền vô tận diệu pháp luân giáo hóa chúng sinh, để điều phục tất cả chúng sinh, đó là dùng quyền cơ đầu giáo vì người nói Pháp. Phật quán xem căn cơ của chúng sinh mà quyết định nên dùng pháp môn nào để giáo hóa, thì dùng pháp môn đó để giáo hóa thì căn tánh của chúng sinh khác nhau cho nên nói Pháp cũng khác nhau. Ví như khẩu vị của chúng sinh khác nhau thì dùng đắng tay chua mặn ngọt năm vị để điều phục. Chúng sinh hoan hỉ vị gì thì cho họ vị đó khiến cho chúng sinh tâm nguyện mãn túc, đó tức là điều phục. Chúng sinh tham lam thì sẽ hết tham lam. Chúng sinh sân hận thì chẳng còn sân hận. Chúng sinh ngu si thì cũng chẳng còn ngu si. Vì dục vọng của họ đã đầy đủ nên chẳng còn mong cầu gì nữa. Do đó có câu, nhân đáo vô cầu phẩm tự cao. Nghĩa là người đến lúc chẳng mong cầu gì nữa thì phẩm hạnh sẽ thành cao. Thần thông của Phật chẳng bờ mé, trong tất cả cõi đều xuất hiện, thiện thệ như vậy trí vô ngại, vì lợi chúng sinh thành chánh giác. Thần thông của Phật chẳng có bờ mé trong tất cả cõi Phật, trong mười phương luôn luôn xuất hiện trí huệ của đấng thiện thệ Phật chẳng có chướng ngại. Tại sao Phật muốn thành Phật? Mục đích là phổ độ chúng sinh, thoát khỏi ba cõi, đồng sinh về tịnh độ, cõi thường tịch quang. Các ông nên sinh tâm hoàn hỷ, hớn hở vui thích tôn kính Phật. Tôi với các ông cùng đến đó, thấy được như lai các khổ diệt. Đồng tử Đại Oai Quang nói, các vị, mọi người nên sinh tâm hoàn hỉ, hớn hở vui mừng đi đến chiêm ngưỡng Đức Phật, tôn kính Đức Phật. Tôi và các vị sẽ cùng nhau đi đến gặp Đức Phật Ba La Mật Thiện Thệ.